Việt Nam dù đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi rắn và đầy khó chịu của Indonesia trong hiệp 1, thế nhưng ở hiệp đấu thứ hai, mọi thứ đã diễn ra theo một kịch bản hoàn toàn khác. Với đẳng cấp và trình độ vượt trội hơn, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành thắng lợi với tỷ số 4-0 hơn cả mong đợi. Những người lập công bên phía đội tuyển áo đỏ bao gồm Tiến Linh, Quang Hải, Công Phương và Văn Thanh. Đây là chiến thắng đậm nhất của thầy trò Park Hang-seo ở thời điểm này của vòng loại World Cup 2022. Như vậy, Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng G với 2 điểm nhiều hơn UAE. Đội bóng đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 3-1 ở trận đấu cùng giờ. 5 ngày sau trận hòa đầy thất vọng với Đan Mạch, Đức bước vào trận giao hữu cuối cùng trước thềm Euro gặp Latvia trên sân nhà. Đây được coi là cơ hội tốt để thầy trò Joachim Löw giải tỏa sức ép và tiếp thêm sự tự tin cho hành trình sắp tới. Với đẳng cấp vượt trội, Tim Ashraf dễ dàng có được chiến thắng với tỷ số 7-1. Những người ghi bàn cho tuyển Đức bao gồm Gosens, Gundogan, Müller, Gnabry, Werner, Sané và một bàn phản lưới nhà của Ozon. Trong khi đó, bàn thắng danh dự của Latvia được ghi công của Saveliev. Phù dập đối thủ yếu không nói lên nhiều điều, nhưng đây cũng được coi là bàn giải tỏa sau vô vàn áp lực mà Dima Sharp phải hứng chịu. Huấn luyện viên Shin Tae-yong cho rằng các quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng đến tuyển Indonesia khiến họ phải nhận thất bại 0-4. Bàn thua đầu tiên của chúng tôi đó là một tình huống mất bóng từ xa. Bàn thứ hai là lỗi nhận định của trọng tài. Chúng tôi đã mất nhịp sau bàn thắng đầu tiên và mất kiểm soát. Trọng tài đã làm Indonesia bị mất nhịp, làm thay đổi trận đấu theo hướng mà chúng tôi không muốn. Chia sẻ thêm về những tình huống các cầu thủ Indo có pha vào bóng thô bạo, huấn luyện viên người Hàn Quốc cho hay: "Chơi rắn không phải là chiến thuật của tôi. Các cầu thủ đã thi đấu theo phong cách của chính họ. Ở SEA Games, khi Việt Nam đấu Indonesia tại chung kết, các cầu thủ Indo cũng đã chọn thể hiện tinh thần quả cảm." Theo nhà báo Duncan Castle, có 10 cầu thủ Real Madrid phản đối ý định bổ nhiệm huấn luyện viên Conte làm huấn luyện viên của chủ tịch Perez. Tất cả đều bày tỏ sự phản đối với kế hoạch của người đứng đầu đội chủ sân Bernabeu. Thậm chí, nhóm cầu thủ này còn nói thẳng với chủ tịch Perez rằng họ sẽ ra đi nếu ông chọn nhà cầm quân người Ý. Hai trong số những cầu thủ không muốn ông Perez bổ nhiệm Conte là Eden Hazard và Thibaut Courtois. Bộ đôi người Bỉ từng có thời gian làm việc với Conte tại Chelsea nên hiểu rất rõ vị huấn luyện viên người Ý. Trước thi đấu cứng rắn của nhiều cầu thủ đội một, chủ tịch Perez đã đành bỏ qua kế hoạch chọn Conte, đồng thời quyết định tái bổ nhiệm Carlo Ancelotti. Sau khi Sergio Busquets bị dính Covid-19, Luis Enrique đã phải triệu tập 5 cầu thủ lên tuyển tập riêng để phòng trường hợp xấu nhất, bao gồm Rodrigo Moreno của Leeds United, Pablo Fornals của West Ham, Carlos Soler Valencia, Brais Mendes Celta Vigo và Raul Albiol của Villarreal. Nhóm cầu thủ này sẽ tham gia tập luyện tại Las Rosas từ thứ ba. Dù vậy, năm cái tên kế trên sẽ tập riêng hoàn toàn, không liên quan đến nhóm cầu thủ hiện tại. Trong trường hợp có cầu thủ rút lui bất đắc dĩ, họ sẽ trở thành phương án dự phòng. Tất nhiên, cả năm cái tên kế trên sẽ phải được xét nghiệm Covid-19 liên tục trong khoảng thời gian tập trung với đội tuyển. Theo truyền thông Tây Ban Nha, nếu Sergio Busquets không kịp hồi phục để tham dự Euro, Brais Mendes nhiều khả năng sẽ là người được Enrique chọn lựa. Aston Villa đã chính thức đạt thỏa thuận chiêu mộ Emiliano Buendia, tiền vệ tấn công được cho là mục tiêu hàng đầu của Arsenal. Các nguồn tin uy tín khẳng định Aston Villa đã phá kỷ lục chuyển nhượng trong lịch sử câu lạc bộ, từng thuộc về thương vụ Ollie Watkins vào mùa hè năm ngoái để có được chữ ký của Buendia. Con số mà đội bóng thành phố Birmingham chi ra là 33 triệu bảng, chưa kể những khoản phụ phí rơi vào khoảng 5 triệu bảng. Ở mùa bóng vừa qua, Emiliano Buendia trở thành nhân tố chính giúp cho Norwich trở lại Premier League. Ngôi sao 24 tuổi được ghi nhận với giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất Championship khi ghi được 15 bàn và có 16 kiến tạo sau 39 lần ra sân.